Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Repson Việt Nam ngân sách cạn kiệt nhưng phải thắt bụng bồi thường 1,2 tỷ đô la. Việt Nam phải bồi thường hàng ngàn tỷ đô la cho Repson. Liên quan đến sự kiện tập đoàn dầu khí Repson của Tây Ban Nha chuyển nhượng cổ phần với công ty Petro Việt Nam tại ba lô thăm dò dầu khí do sức ép từ phía Trung Cộng. Tập đoàn này đã bắt Việt Nam phải bồi thường một số tiền khổng lồ. Trang tin thời báo chấm hôm 23 tháng 6 năm 2020 cho biết tập đoàn dầu khí Repsol đã yêu cầu Việt Nam phải bồi thường gần 1 tỷ 400 triệu đô la. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đàm phán với tập đoàn dầu khí Việt Nam mức đền bù giảm xuống còn 1 tỷ 200 triệu đô la và PVN phải trả trong vòng 3 năm. Trước đó, hồi năm 2018, Repsol nhận được yêu cầu của Petro Việt Nam về việc ngừng dự án cá rồng đỏ tại lô 0703 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nơi Repsol có 52% cổ phần do sức ép từ phía Trung Cộng. Nhận xét với BBC hôm 20 tháng 6 về động thái rút cổ phần của Repson, giáo sư Cả Thế Ơ, nhà nghiên cứu chính trị Đông Nam Á từ Úc, cho rằng Việt Nam và các đối tác đã phải từ bỏ các quyền lợi trên Biển Đông vốn được luật pháp quốc tế công nhận đã chứng minh Trung Quốc đã thành công trong việc dọa nạt Việt Nam. Trong khi đó, thời báo chấm D thì cho rằng việc Repsol rút cổ phần là một đòn cực mạnh dáng vào PVN bởi vì chủ trương ngừng thăm dò tại lô 13603 là do ý chỉ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu chính là ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, PVN hiện đang lâm vào con đường cụt bởi các chính sách của Việt Nam. Với PVN, tiền dành cho thăm dò không có nhiều, nay phải lấy tiền đền cho Repsol thì đúng là cho cắn ao rách. Ngoài việc phải đền bù cho công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol một khoản tiền khổng lồ, chính phủ Việt Nam đang đứng trước thách thức đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong nước và sự e dè của các đối tác năng lượng nước ngoài. Repsol mới đây đã chính thức nhượng lại cho Petro Việt Nam cổ phần ba lô dầu, trong đó có dự án cá rồng đỏ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế IIZ của Việt Nam vốn đã bị đình trệ 3 năm nay do sức ép từ phía tàu cộng. Bình luận về thái độ này, BBC News tiếng Việt tiến sĩ Bill Hayton, nhà nghiên cứu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời là phóng viên của BBC News từ Anh Quốc cho hay. Việc này chứng tỏ Trung Quốc đã thành công trong việc bắt nạt Việt Nam để gây áp lực buộc Repsol ngừng khoan dầu. Việt Nam duy trì các quyền của mình về lý thuyết nhưng không thể thực hiện các quyền ấy trên thực tế. Nó không có nghĩa rằng Việt Nam đã từ bỏ các quyền của mình nhưng có vẻ như Việt Nam không thể tiếp tục thực hiện các quyền này một mình. Tiến sĩ Bill Hayton nhìn nhận rằng sự việc xảy ra với Repsol đang khiến cho các công ty dầu khí khác cẩn trọng hơn khi đầu tư vào khu vực dính dáng tới Trung Quốc. Ông nói, các công ty dầu khí quốc tế có vẻ đang cẩn trọng hơn rất nhiều, đặc biệt là ở các khu vực gần với hoặc cắt qua đường chín đoạn của Trung Quốc tự vẽ ra. Một vài nhà đầu tư mạo hiểm có vẻ sẽ tiếp tục như là các nhà đầu tư vào ENI của Ý, Exxon Mỹ có vẻ đã rút khỏi dự án cá voi xanh ở Việt Nam. Nhưng việc này chủ yếu là do các nguyên nhân thương mại chứ không phải địa chính trị. Nếu các vấn đề thương mại có thể được giải quyết, một công ty quốc tế khác có thể tham gia vào dự án này. Trong khi đó, trao đổi với BBC News tiếng Việt, ông Nguyễn Lê Minh, thành viên hội đồng biên tập và phản biện tạp chí năng lượng Việt Nam có ý kiến trái chiều ông minh nói với bbc đối với các đối tác hay công ty dầu khí quốc tế khác thì không có ảnh hưởng gì các hoạt động đầu tư thăm dò và khai thác ở các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ trên thềm lục địa của việt nam vẫn diễn ra bình thường theo đúng các thông lệ quốc tế luật dầu khí và các hợp đồng phân chia sản phẩm psc ông minh cho rằng việc nepson chuyển nhượng lại cổ phần của phía chủ nhà chuyện bình thường trong ngành dầu khí khi Repsol vốn đã không mặn mà ngay từ khi tạm dừng từ năm 2018. Sau 2 năm, cũng như nhiều công ty dầu khí trên thế giới do tác động xấu từ đại dịch virus đất Vũ Hán vừa qua ảnh hưởng đến tiềm lực tài chính của Repsol, có nhu cầu cân đối vốn và cơ cấu lại đầu tư không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một số nước khác. Cụ thể là trong năm nay họ cắt giảm 26% các khoản đầu tư để giảm tài khoản nợ dòng gần 4,5 tỷ đô la và cắt giảm chi phí trong hoạt động hơn 350 triệu đô la. Ông Minh phân tích. Cá nhân ông Minh cho rằng việc Petro Việt Nam giành được quyền mua lại cổ phần và nhận quyền điều hành từ Repsol thậm chí còn là một thắng lợi về mặt kinh tế chính trị để chủ động triển khai các phương án thăm dò và phát triển mỏ tiếp theo. Nhưng theo tiến sĩ Bill Hayton thì dường như không chắc chắn, điều ông Minh phân tích. Ông Bill Hayton nói có giả thuyết rằng Petro Việt Nam muốn Repson ra đi để mà có thể giành lấy mọi lợi nhuận. Nếu điều này là đúng, tôi cho rằng Petro Việt Nam sẽ thất vọng bởi họ sẽ đối mặt với các áp lực chính trị như Repson đã từng phải trải qua. Không thể có chuyện một công ty dầu khí quốc tế khác sẵn sàng hợp tác với Việt Nam căn cứ vào việc đã xảy ra với Repson. Việt Nam cần đền bù hàng trăm triệu đô la. Trong một tuyên bố, Repsol nói rằng việc chuyển nhượng sẽ không gây ra tác động đáng kể nào lên tình trạng tài chính của công ty. Tiến sĩ Bill Hayton cho rằng điều này hẳn có nghĩa rằng Repsol đã nhận được đền bù từ Việt Nam. Tôi nghe tin từ Repsol đã chi 200 triệu đô la cho các dự án mà họ đã buộc phải từ bỏ. Có lẽ Việt Nam đã phải trả cái gì đó tương tự như thế. Con số chính xác không được tiết lộ nhưng có vẻ có lý khi cho rằng Việt Nam đã phải trả cho Repson hàng chục hoặc hàng trăm triệu đô la, ông Bill Hayton nói. Còn ông Nguyễn Lê Minh thì khẳng định hẳn phải có thiệt hại nhưng không nhiều như dư luận đồn đoán. Ông Minh không đưa ra con số chính xác là bao nhiêu do tính bảo mật và thông tin rằng ngay sau khi dừng dự án cá rồng đỏ cho Repson và Petro Việt Nam thay mặt chính phủ Việt Nam đã đàm phán để đảm bảo quyền lợi cho hai phía. Cụ thể là các chi phí lịch sử Repsol mua lại cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Năng lượng Teleman của Canada và chi phí phát triển dự án mà Repsol đã bỏ ra tương ứng với 51,75% ở cá rồng đỏ lô 0703. Chi phí khoan ở các lô 135, 136 trên 3, 40% cũng đã chốt xong thông qua thỏa thuận chuyển nhượng đã ký riêng đối với các hợp đồng mua sắm cung ứng vật tư thiết bị chi phí chuyên gia cho dự án cá rồng đỏ nhà điều hành repson cũng đã đề nghị các nhà thầu cung ứng tính đến lúc dừng dự án và thanh lý hoặc dùng cho các dự án khác vì vậy chi phí mua lại của petro việt nam không nhiều như đồn đoán ông minh kết luận tương lai nào cho các dự án bế tắc buộc repson ra đi Trả lời BBC, ông Nguyễn Lê Minh nói rằng hiện Petro Việt Nam chưa có chiến lược cụ thể về phương án tiếp theo, nhưng theo quan điểm của cá nhân của ông thì Petro Việt Nam nhiều khả năng sẽ hình thành hai phương án. Một là Petro Việt Nam tự phát triển thăm dò và phát triển mỏ ở các lô dầu khí này, hai là hợp tác một đối tác đầu tư dầu khí từ Nga đang hoạt động trong khu vực lân cận ở bể Nam Côn Sơn, Rốt Nép hoặc Gazprom được biết trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Nga sắp tới ngoài chủ đề làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược về an ninh quốc phòng thì hai bên sẽ đi sâu vào hợp tác dầu khí của các công ty dầu khí Nga ở khu vực này. Về tổng quan, từ nghị quyết Trung ương 8 về kinh tế biển ban hành cuối năm ngoái và dầu khí, một trong các trọng tâm hàng đầu lĩnh vực dầu khí sẽ được Đảng và chính phủ ưu tiên thúc đẩy phát triển. Ông mình nói. Trong cuộc phỏng vấn với Mới đây của BBC News tiếng Việt, giáo sư Cạ Thầy ở có vẻ nghiêng về phương án thứ hai mà ông Minh nêu ra, khi cho rằng tập đoàn dầu khí Việt Nam có lẽ không đủ nguồn lực để tự vận hành các dự án phát triển tại các lô này mà phải tìm kiếm đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, dù hợp tác với đối tác nào thì điều này sẽ khó khăn vào thời điểm sự hiếu chiến của Trung Quốc đang gia tăng và căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington leo thang theo phân tích của giáo sư tạ thế ơ. Tiến sĩ Bill Hayton thì lo ngại cho vấn đề năng lượng của Việt Nam cần để đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế tăng trưởng. Liệu Việt Nam có chấp nhận các nhà máy điện than bẩn thỉu do Trung Quốc xây dựng với đủ các hậu quả tiêu cực lên môi trường? Hay thay vì thế, Việt Nam sẽ vận hành đủ các nguồn năng lượng tái tạo? Câu trả lời hiện chưa rõ rằng ông Bill Hayton nhìn nhận. Trước câu hỏi liệu động thái của Repsol có khiến cho Việt Nam chùn bước không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế liên quan đến các tranh chấp trên Biển Đông nữa hay không? Câu trả lời của tiến sĩ Bill Hayton là không hề. Liên quan đến các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nếu Việt Nam kiện hay cái lợi cho Việt Nam nếu thắng kiện, tiến sĩ Bill Hayton đề cập đến một bài báo mới xuất bản gần đây của ông Wu Xikun, giám đốc học viện quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc trong đó đưa ra một loạt các biện pháp mà Trung Quốc có thể thực hiện để chống lại Việt Nam. Đó là bốn kịch bản bao gồm Trung Quốc sẽ công bố đường cơ sở quanh quần đảo Hoàng Sa, tăng cường đàn áp tàu cá Việt Nam, ngăn chặn quá trình quân sự hóa của Việt Nam, thực hiện thăm dò dầu khí ở bãi tư chính. Những đe dọa này đang trở nên rõ ràng hơn, ông Bill Hayton nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Lê Minh có vẻ lạc quan hơn khi đề cập đến việc Việt Nam đã xác lập được mối quan hệ chiến lược và đối tác toàn diện với nhiều nước. Trong đó có những nước lớn có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp trên Biển Đông gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, đồng thời lại là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Ông nói Việt Nam đã cân nhắc kỹ việc đưa các tranh chấp ở Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế nhưng chưa cần thiết và để tránh leo thang chia rẽ trong cộng đồng ASEAN và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, Việt Nam lựa chọn các biện pháp hòa bình lên tiếng phản đối các vi phạm của Trung Quốc thông qua Bộ Ngoại giao. Phóng viên CBC của Thời báo .d từ Hà Nội dẫn một nguồn tin mật cho biết rằng Việt Nam phải đền cho Repsol 1 triệu đô la. Ngày 22 tháng 7 năm 2017, hãng khai thác dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đã buộc phải ngừng khoan thăm dò mỏ khí đốt ở lô 13603 thuộc vùng quyền chủ quyền của Việt Nam và tiếp tục là họ bắt Việt Nam phải bồi thường gần 1 tỷ 400 triệu đô la. Sau nhiều cuộc đàm phán với tập đoàn dầu khí Việt Nam mức đền giảm xuống còn 1.200 triệu đô la và PVN phải trả trong vòng 3 năm. Đây là một đòn cực mạnh giáng vào PVN bởi vì chủ trương ngừng thăm dò tại lô 13603 là do ý chỉ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Năm 2019, Bộ Chính trị muốn rút trách nhiệm này cho PVN và yêu cầu PVN thông báo cho Repson phải dừng là vì lý do kỹ thuật. Nhưng tổng giám đốc PVN ngày đó là Nguyễn Vũ Trường Sơn đã kiên quyết không đồng ý. Vì việc này không phải lỗi của PVN mà chính là do sự thỏa thuận ngầm của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay nói thẳng là Việt Nam đã đầu hàng trước Trung Quốc. Vì vậy, Nguyễn Vũ Trường Sơn buộc phải thôi chức. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn toàn không có lỗi gì trong vụ việc này và mọi việc khoan thăm dò tại biển Đông là được Bộ Chính trị duyệt, và bây giờ Bộ Chính trị yêu cầu hủy hợp đồng với Repson thì PVN phải chấp hành mặc dù biết sẽ phải đền tiền rất lớn. PVN hiện đang lâm vào con đường cụt bởi các chính sách của Việt Nam, trong đó có việc ông Nguyễn Xuân Phúc phớt lờ nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về phát triển ngành dầu khí. Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc thực chất chỉ là nói phép từ khi ông làm thủ tướng đến nay, Việt Nam chưa khởi công được một công trình tầm cỡ quốc gia nào, tất cả các khó khăn về cơ chế đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trụ cột như PVN, EVN, TKV, không những không được tháo gỡ mà còn siết chặt hơn. Với PVN, tiền dành cho thăm dò không có nhiều, nay phải lấy tiền đền cho Repson thì đúng là cho cắn áo rách. Đã thế, việc khai thác khí tại mỏ cá vòi xanh cũng bị dừng bởi sức ép của Trung Cộng. Việt Nam thì quá sợ Trung Quốc nên cứ cù cưa gây khó dễ vì thế Epson Mobile chán quá đã đang giao bán 51% cổ phần tuy nhiên các nhà đầu tư không ai dám mua bởi họ biết sự nhu nhược và hèn hạ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Khai thác khí ở lô Biomon cũng bị dừng vì không thỏa thuận được giá mua khí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vậy ai phải chịu trách nhiệm trong việc đền cho Repson? Đó chính là bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất nhiên thiệt hại lớn nhất chính là PVN, còn bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ dám ra mặt nhận lỗi. Với việc Repson buộc phải ngừng thăm dò ở lô 13603 thì cho thấy chủ quyền thực chất của Việt Nam trên vùng biển của mình đã không còn nữa. Và số tiền phải đền bù cho Repson Chính là phải lấy từ tiền thuế của người dân Để đền bù cho Repsol với 1.200 triệu đô la Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị Và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video Để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.